Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài số 2, đó chính là hình 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 nón đúng không ạ? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em bài số 3, đó chính là hình cầu. Hình cầu ha. Ta đi sang câu hỏi khởi động này. Các vật thể quen thuộc ở hình bên có đặc điểm gì chung? Đó chính là hình cầu thì chúng ta hình dung là giống như hình tròn ấy. Nó có một cái tâm. Và khi cắt các vật này bằng một mặt phẳng thì nó sẽ được là một hình tròn. Ví dụ chúng ta cắt một lát ra đi thì chúng ta sẽ được một cái hình tròn. Em hiểu không? Hãy kể tên một vài vật có thể có hình dạng tương tự. Ví dụ ở đây chúng ta thấy là quả địa cầu này, quả cam này, hay quả pizza này, pilat này. Hoặc là trong thực tế chúng ta lại thấy ví dụ quả bóng, quả dưa hấu. Hoặc là các cái viên bi. Viên bi mà các em hay chơi á, bắn bi á, là nhiều ha, hình cầu được chưa? Chúng ta có thể liên hệ thực tế và chúng ta thể lấy thêm một vài ví dụ nha. Ok, rồi ta sẽ đi sang phần tiếp theo. Ta đi sang phần một nhỏ là hình cầu. Cho tấm bia có dạng nửa hình tròn tâm O và đường kính AB cố định. Đây là đường kính thì đường đi qua tâm đúng không? Ở đây chúng ta sẽ quay một phép quay này, quay một phép quay cái phần L. L ở đây thì nó là gì em? Một cái đường thẳng đi qua này. Rồi quay tấm bia đường kính AB thì tạo ra giống với vật thể quen thuộc nào? Thì giống với quả địa cầu hay quả bóng hoặc là quả bi, viên bi. Cái trình tự đi ấy, nó giống như hai bài kia em, nó giống như cái bài hình trụ và hình hình nón ấy, không khác một chút nào cả. Chúng ta sẽ ghim tại phần này vô. Khi quay nửa hình tròn tâm O bán kính R một vòng quanh đường kính AB cố định, ta được một hình cầu tâm O bán kính R. Bán kính này em, đây là đường kính, đây là bán kính, đây là tâm nha. Phần này chúng ta ghi vô rất là dễ. Ví như một, cho biết tâm và bán kính của hình cầu ở hình 3. Đây là tâm này, đây chính là bán kính này. Thực hành một, quả địa cầu bằng pha lê hình 4, quan sát cho biết tâm, tâm là tâm B này, đây chính là tâm này. Và đây chính là bán kính R của chúng ta này, bằng 6 này. Nó quá dễ đi. Cái này nó còn dễ hơn mình trụ và nón nữa kìa. Đúng không? Rồi, được chưa? Chúng ta sẽ đi sang ở phần tiếp theo nha. Phần chung của mặt phẳng và hình cầu này. Ta đi quan sát ở hình 5 và cho biết mặt cắt của quả cam có dạng hình gì. Mặt cắt của nó sẽ có một dạng là hình tròn. Có dạng hình tròn. Hình tròn em nè. Chúng ta sẽ đi sang phần tổng quát này. Khi cắt hình cầu bởi một mặt phẳng thì phần chung của mặt cầu và mặt phẳng còn gọi là mặt cắt á. Cái mặt cắt là cái mặt mặt phẳng B này là một hình tròn. Đó, là một hình tròn. Ví dụ ở đây một khối đá hình cầu được cắt đôi để tạo các vật trang trí, mặt cắt của chúng có dạng hình gì? Đó chính là hình tròn. Đây. Cái mặt này này. Cái nào? Thấy cái mặt này. Hình tròn. Mặt trên của đây cũng là dạng gì? Dạng hình tròn. Dạng hình tròn các em nha. Ok chưa? Rồi, chúng ta sẽ đi sang phần tiếp theo. Chính là phần thực hành vận dụng này. Được nghe. Gấp chất đen là trang trí dạng hình cầu này. Đây đã hướng dẫn chi tiết cho các em rồi, từng cái đó. Thì đây, bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 nha.
bước 3, bước 4. Được như nào? Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái phần diện tích của mặt cầu. Ta đi sang hoạt động 3 này. Nhà khoa học cổ đại SMS đã khám phá ra cách tính diện tích của mặt cầu như sau. Lấy một nửa hình cầu ở bán kính R và một hình trụ có bán kính R. Dùng sợi dây quấn quanh nửa mặt hình cầu như hình A, rồi dùng đoạn dây đó người ta quấn quanh hình trụ như hình 10B, thì thấy chiều cao của phần hình trụ được quấn dây bằng bán kính R. Như vậy thì ở đây người ta yêu cầu là gì? Tính R, diện tích xung quanh của phần hình trụ được quấn dây trong hình 10B ở đây. Như vậy thì cái diện tích xung quanh, cái diện tích xung quanh ở đây theo công thức ta là bằng 2pi nhân gì? Nhân R, cái đúng không? Rồi nhân cái gì nữa? Nhân R là đường cao nữa. Như vậy diện tích xung quanh của nó sẽ bằng là 2pi nhân ở đây cho R bình phương. Từ đó dự đoán diện tích nửa mặt cầu. Như vậy nửa mặt cầu của chúng ta là có diện tích đây, đó chính là 2pi nhân R bình phương. Như vậy một mặt cầu thì chúng ta nhân 2 lên nữa thành 4pi R bình phương, đúng không? Đây là nửa thôi, nửa là 2pi nhân R bình phương. Còn nếu mà mặt cầu thì chúng ta sẽ là 4pi nhân R bình phương. Chúng ta sẽ đi sang ở cái câu tiếp theo là ở cái phần diện tích. Ở đây ta sang phần ví dụ 3. Ví dụ 3 đó chính là tính diện tích của mặt cầu có bán kính là 1m. Thì tính diện tích của mặt cầu bán kính 1m thì nghĩa R người ta bằng 1m này. Ta thế cho đây, quá dễ. Ta sẽ đi sang phần vận dụng 2 này. Tìm diện tích bề mặt của mặt trăng, biết đường kính. Ở đây người ta cho đường kính nha. Đường kính thì chúng ta tính bán kính. Như vậy đường kính người ta cho rồi thì R sẽ bằng là D chia 2 bằng 3, 4, 7, 4 chia 2. Được chưa? Thì ở đây sẽ bằng là 1, 7, 3, 7 đúng không? Như vậy diện tích của nó là bằng 4pi nhân R bình phương bằng 4pi nhân cho 1737 bình phương sẽ bằng, tính ra ta chia thử kia đúng không, 3474 chia 2 đúng rồi, 4 ship pi nhân mở một đơn ra 1737 bình phương, tại nghe số khá là lớn à. Đó. Đây, ok. Rồi. Về công thức tính diện tích mặt cầu thì chúng ta đã nắm chưa? Nắm rồi nha, 4pi nhân R bình phương. Ta đi sang ở cái phần 3, đó chính là thể tích của hình cầu. Một quả cầu có bán kính R nằm khít trong một chiếc bình hình trụ đổ đầy nước, H ở đây là bằng 2R nha. Rồi ok, nước bằng 1/3, hãy tính này, thể tích của chiếc bình hình trụ. Như vậy thể tích của chiếc bình hình trụ thì V, chúng ta ký hiệu đây là V1 đây. Thể tích hình trụ thì bằng diện tích đáy nhân cho đường cao, nhớ không? Diện tích đáy nhân đường cao. Như vậy diện tích đáy chúng ta ở đây là bằng pi nhân R bình phương. Còn đường cao chúng ta là bằng 2R. Đấy, đường cao này. Như vậy thì thằng này sẽ bằng là gì? Là 2pi nhân R mũ mấy? Mũ 3 đúng không? Mũ R mũ 2 nhân R mũ 3. Thể tích của nước ở trong bình. Thể tích của nước ở trong bình chúng ta ký hiệu là V2 đi. Cái đấy
cái chiều cao đó này, thì nó sẽ bằng là pi nhân r bình phương và nhân với chiều cao nó là 2r phần 3, có đúng không? Như vậy ở đây sẽ bằng là 2 pi nhân r mũ 3 trên 3. Thể tích của hình cầu, thể tích hình cầu là v, v này sẽ bằng là v1 trừ v2. Như vậy ở đây sẽ bằng là 2 pi r mũ 3 trừ cho 2 pi r mũ 3 trên 3. Thì kết quả ở đây chúng ta quy đồng là 3 nhân 2 bằng 6, 6 trừ 2 là bằng 4 pi r mũ 3 trên 3. Đó rồi chưa? Ta quy đồng lên. Từ ở chỗ đây tại sao mà nó ra được kết quả này, người ta lấy 3 nhân 2 là bằng 6, 6 trừ 2 bằng 4 nè. Tại vì pi r mũ 3 này giống nhau rồi. Cái lấy 6 trừ 2 là bằng 4, mẫu của ta là vẫn là số 3 nha. Đây nghe. Chỗ của em nó hát kéo kéo mình sẽ chỗ thầy nó hát ghê hát em. Hai ba dàn ô nó hát điếc đầu điếc óc hết. Giờ đâu có thể đâu cấm nó hát được em. Mình mà ra cấm là nó đánh chết á. Đánh chạy không kịp em. Như vậy thì cái thể tích của hình cầu có bán kính R, V sẽ bằng 4 phần 3 pi R mũ 3. Nhớ học thuộc hôm nay công thức này nha. Như vậy để tính thể tích nó thì chỉ việc biết bán kính của nó là ok thôi. Tính thể tích hình cầu bán kính này. R bằng 6 này, thế chỗ đây. Quá dễ ha. Chúng ta đi sang phần thực hành 3 này. Một quả bóng rổ, ở đây người ta cho đường kính này, tìm thể tích. Như vậy thì R sẽ bằng D chia 2 là bằng 24, chia 2 là bằng 12 cm. Như vậy V người ta bằng 4 phần 3 nhân pi nhân R mũ 3 sẽ bằng 4 phần 3 nhân pi nhân 12 mũ 3 sẽ bằng. Nha. Người ta yêu cầu các em làm tròn đến hàng đơn vị. 4 phần 3 nhân ship pi nhân 12 mũ mũ 3. Mũ 3 để mình bấm mũ 3 cái mắm ship x bình phương này nha. Bằng ổn chứ vậy? Xin lỗi. 4 phần 3 xin lỗi. Nhân là ship pi ở đây nhé. Nhân 12 mũ 3. Rồi đây em. Thấy chưa? Bấm SD. Bằng 7238, tại vì đằng sau số 8 đây là số 2 nên là chúng ta bỏ đi. 7238 nha. Ở đây là cm khối. Xong, rất là nhanh, hình cầu này còn dễ hơn hai cái hình gì nữa. Dễ hơn hình trụ với hình nón. Quan trọng là ở cái chương này công thức nó nhiều. Chúng ta chỉ cần nắm như thầy cái cơ bản diện tích xung quanh và cái thể tích của ba cái hình đó, cộng thêm với lại gì, với công thức tính đường sinh này, rồi diện tích của hình tròn, chu vi đường tròn, một số công thức liên quan nha, để chúng ta có thể tính toán nha. Như vậy clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho em phần bài tập. Chúc em học tốt, bye bye các em nha. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Ok. Hòa Lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chào.